Rồi, xin chào cô chú anh chị, mình đã đến kênh Chăn nuôi Bến Tre. Hôm nay em lên cặp bò xin chữa ha. Hai con này đều chữa 3 tháng hết. Đây, chữa gu nha, cái lết men nha chú anh chị. Bò ở huyện Ba Tri, xã Mỹ Chánh luôn ha chú anh chị. Thì trước khi em gửi hình ảnh cặp bò này, xin cô chú anh chị đăng ký kênh ủng hộ để theo dõi clip mới nhất từ kênh Chăn nuôi Bến Tre nha. Giờ mời cô chú anh chị mình xem nội dung cặp bò này ha chú anh chị. Đây là cặp bò xin nha. Cặp bò xin này đó, theo quan sát chân cẳng hoàn thiện, không bố bắp xe hết, lúng yếm đầy đủ ha, sái đường nghiêm chỉnh ha chú anh chị. Hai con này đều có lứa lò hết trơn nha chú anh chị, đang hôm chữa lứa thứ hai hết, 3 tháng hết nó. Quay tầm xa cho chú anh chị mình xem nè, dáng bò ha. Thì em mua bán thì em bao chữa bao rồi ha, nếu có bò có đẻ rồi nên em bao lòi bao chữa cho cuốn chị luôn, cô chú chị mình an tâm cái phần đó ha, không lo sợ gì hết. Nếu mà về khám không chữa ha lòi gì á, điện em trả lại hoàn thiện lại hết ha chú anh chị. Giờ em xem quay trực tiếp ha, sái tích luôn nè, sái nè nghiêm chỉnh ha, cái trán nè, sái lưng hoàn thiện hết chú anh chị đó, sái lưng hoàn thiện luôn, chân cẳng nè, đây chân trước đây, yếm là rộng lãnh không, yếm dài ha, lúng nè, chân sau đi nè, tướng đi ha, móng mà hoàn thiện đẹp ha chú anh chị, bốn vú rời ha chú anh chị. Rồi qua đây sái nè, thấy không, bò bò lai xin ha, giống bò lai xin để nhặt bò nè, sái lưng hoàn thiện hết ha chú anh chị. Đó thì chủ nhà nó bán, mới muốn bán cặp bò là giá là 55 triệu ha, giá cực kỳ yêu thương, giá này giá chốt em có thương lượng rồi, chủ nhà nói bán giá chốt 55 triệu ha. Thì cô chú anh chị mình thấy quan tâm liên hệ với em nha, yếm nè lúng đầy đủ ha, hai con ha chú anh chị, vú bốn vú luôn, chân cẳng hoàn thiện nè, móng đẹp luôn nha, cầm đứng thẳng hết. Đây hai con chữa cái gu á, chữa lết men đó chú anh chị. Đó hai con giá 55 triệu hết chú anh chị, cực kỳ yêu thương. Đây qua to nè, phòng nữ nè ha. Hai con này đều một màu hết, không có lem lúi hết chú anh chị. Đó thì chú anh chị mình nào mà mua ưng ý mua liên hệ cho em xuống thoại đường hình đó, giờ qua không cái đuôi nè, bây giờ em gỡ chiều cao về hang bò này ha chú anh chị. Đó giờ em đo bò trước ha. Con này ha chú chị, con này cao mấy 25 nè, con kia cao mấy 27 ha, rất dạng, do nãy em cầm thước nó hơi dây dài, nó hơi chỉ vòng vòng chứ bò chẳng hết nè chú anh chị, thấy không, không có gì hết á. Hai con bò xin ha, đúng mẫu nuôi luôn. Thì cô chú anh chị mình thấy hai con này cũng vừa tiền ha chú anh chị, 55 triệu mình vốn ít mua hai con này về mình nuôi làm sinh sản rất ok ha, cho những cặp vợ chồng mình lên mới lo liên á,
vốn ít á, mình mua về này mình làm phát triển rất ok. Đó, em quay cặp bò cũng vừa giá tiền ha. Hai con này 500 triệu chữa 3 tháng. Hai một màu hết, hai con này chú chú chị mình mua về chăm sóc. Phát bò dữ lắm, hai con này nó còn phát bò gì phát nữa nha chú anh chị. Chứ không phải là nó ngẩn gì đâu hen. Hai con này nó còn phát bò lên nữa. Đây. Thấy không? Nè. Ăn uống rồi chú chú chị mình khỏi lo vô đó hen. Chân cụm thẳng nè, móng đẹp ha. Em bán bò mẫu nuôi không à. Cái bò móng dép rồi em không có bán hen chú anh chị. Mẫu nuôi rồi á. Vú nè, thấy không? Đúng miếng đầy đủ. Sai tức nghiêm chỉnh, mong cô chú anh chị mình thấy ưng ý liên hệ cho em số điện thoại để tôi màn hình. À có sông lưng nè. Gai hồng không? Nó ăn bò nó hơi rỗng rảnh nên tại vì người ta bỏ bê chú anh chị, mình cái này mình về mình nuôi mình chăm sóc lại ha, nó lên bò dữ lắm. Nó đang âm chữa 3 tháng rồi. Đó, cho những mình vốn ít mua cặp bò này nuôi là rất ok. Nằm tặng nhì á chú anh chị, không phải là hai con này nuôi còn phát chiều cao và phát bề ngang nữa. Đó, chứ không phải vậy đâu không ha. Đứng rồi hả? Chân đứng móng đẹp ha, hoàn thiện ha. Đây cũng vậy nè, xin là một màu không có lem lú, không có điểm gì hết chú anh chị. Thấy không? Đó, kỵ đuôi nè, to ha. Đó thì cô chú chị mà ai quan tâm liên hệ cho em số điện thoại để cho màn hình. Em quay từng chi tiết ha. Dưới tên có đầy đủ hết. Đó thì chú chị mình thấy ưng ý liên hệ cho em. Chân nè, móng ha. Lúng miếng đầy đủ ha chú chị, sái tích nghiêm chỉnh. Hoa to nở ha, bé này hai con này có đẻ rồi, có đẻ là một lứa rồi nên em bao rồi bao chữa ha. Đó, nếu mà cô chú anh chị mua một con thì bán con này là 28 triệu, con đây là 27 triệu ha. Đó, con bự nè cao mấy 27 là 28 triệu, con này cao 27 triệu nhỏ nè. Đó thì chiều cao con bò cũng không đứng im được nên em đo cũng không chính xác, em lấy chuẩn nên em lấy là lấy dư chứ không lấy thiếu đâu chú anh chị, mình an tâm vô đó đi. Em lấy chiều cao lấy dư không. Đó thấy không? Nè cô chú anh chị mình nhìn bò mình cũng biết rồi ha, hình ảnh này em quay thực tế không phóng to thu nhỏ gì hết. Mong cô chú anh chị mình xem ưng ý thì liên hệ cho em. Số điện thoại em để trên màn hình. Vậy thôi. Lỗng lãnh mà. Về thả giòn dài lỗng lãnh cao. Xương đồ cũng vừa dặn, không có nhỏ xương đâu chú anh chị. Hai con này nè. Đó thì giờ em cũng xin kết thúc video tại đây. Mong cô chú anh chị mình xem ưng ý liên hệ em số điện thoại để đồng hành ha. Giờ chào tạm biệt cô chú anh chị, mình đã bỏ thời gian quý báu là ủng hộ em xem hết đi ha video này. Đó thì nhớ đăng ký kênh để theo dõi những clip mới nhất ha. Vậy thôi. Hẹn gặp lại của chúng chị mình clip sau nha.